Đây, một anh thanh niên là nó ham tiền, ham của, ham danh lợi, vậy mà nó dám nói rằng là hòn hột xoàn ném đi, lòng thương xót Chúa ném lại. Có nghĩa là khi anh chị em cho đi hết, cho đi cái gì mình quý nhất, cho những cái gì mà mình mà trân trọng nhất, mình vẫn không tiếc gì với người anh em của mình, nhất là với người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật. Cái hột xoàn là cái gì mà quý nhất rồi, mình dám cho đi cái đó, dám cho đi thì người ta không còn gì để mà cho lại cả. Người ta không còn gì để cho lại cả thì chính lòng thương xót Chúa sẽ cho lại chúng ta. Mình đã được đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì mới dám cho đi cái hột xoàn quý nhất, đúng không? Nếu không cảm nhận được lòng thương xót Chúa là quý nhất, sức may mà mình cho đi hột xoàn, phải không? Tiền nó còn chưa cho chứ đừng nói mà kim cương với hột xoàn với vàng. Tiền nó giữ khư khư, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Tôi mời ai là tôi chỉ muốn là người ta đáp lại tôi mà thôi. Lên danh sách đám cưới, con đám cưới rồi, có lên sách cho bố coi, nhà này hôm nọ nó có mời mình không? Dạ có, bố ghi vào. Nhà này hôm nọ nó có đi không? Không đi khỏi mời, có không? Đấy, cho nên là nhận được thiệp cưới lại lo hồi trả, con ráng con đi để mai mốt mà con có làm đám cưới nó đi lại. Rồi nhận được thiệp tang cũng là thôi trả, con ráng con đi để mốt con chết thì nó đi lại, có mày có nữa. Chết được cũng mong người ta đi lại nữa, chết thì nằm đó có biết gì đâu, nó không đến đây đến mày có biết nữa đâu mà phải lo mà phải chết nó đi lại thì cũng phải tính toán nữa. Chết cũng phải tính coi là hôm đám tang bố mình nó có đi hay không thì mình mới đi lại đám tang của ông nội nó, có phải không? Rồi mai mốt mình chết nó có đi lại không, nó có cần nó đi lại không? Bà chết rồi bà có cần, con chết thì con có cần nó đi lại không? Dạ vậy cha, không ạ. Rồi con chết thì nó đi, nó có đi lại không đi lại con có biết không? Dạ cha. Biết không? Dạ cha biết ạ. Sao biết rồi? Này nó chắc nó chết giả này. Nó chết giả nó nằm đó, đứa nào đi đám ma tao đấy, đứa nào đấy. Mới biết chứ. Rồi, việc con được ơn gì của Chúa mà con dám khẳng định với mọi người một cái chân lý mà hiển nhiên nhưng không ai thấy, hoặc có thấy cũng không nói, mà có nói có khi cũng không hiểu, không cảm nhận sâu lắm mới dám nói được rằng là hột xoàn ném đi, lòng thương xót Chúa ném lại. Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, và con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con được một ơn của Chúa mới cách đây chưa được một tháng. Con vào giáo điểm tin mừng này là con đau rất nhiều mà, con đau bị có trong ruột 7 cục hạch ạ. Rồi là dai dai đầy trang, vậy là chén đây ra thử không được, chén đi hỏng ạ. Như bây giờ là con được một ơn là đi hỏng này như là con thử được rồi. Con vào là tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn. Rồi anh chị em cầm cái quạt lên, chúng ta hallelujah nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Hallelujah. Hột xoàn ném đi. Đó, nắm vững chân lý ở đó, nắm vững cái chân lý. Hột xoàn ném đi. Rồi con tên là gì, mấy tuổi ở đâu? Dạ, thưa cha, con là chú xe Nguyễn Văn Sĩ, 36 tuổi, ở Quảng Bình. Ở mãi Quảng Bình, và từ ngoài Quảng Bình làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa, con đến cầu nguyện và được Chúa chữa lành? Dạ, thưa cha, là lúc đầu mà con biết lòng thương xót đấy là do là trong làng của con là chưa ai biết hết rồi. Con đi về ở dưới vừa của con bà ngoại, thì thầy họ đi, cùng ở ngoài quê con luôn. Thầy họ đi về, họ này ai mà tin là chắc chắn sẽ lành. Thì con nghĩ đi, trên trời dưới đất thì đầy chùa, chứ có tin chùa với tin mê chứ có ai nữa mà không tin.
Con cứ nghĩ vậy, thì sau lại chứ con vào đây cách đây hơn một tháng thì như bây giờ là con được một ơn của chùa thì con rất tạ ơn chùa. Hey, cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng để con về quê của con. Cũng theo gương những người đi trước, họ đã đến đây, họ đã được chữa lành quê em ngoài Quảng Bình. Họ về, họ nói cho con biết để con đến đây con được chữa lành. Việc của con lại tiếp tục ra đi, loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Và ra đi, có Chúa luôn ở với con. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Hãy cầm lấy và ra đi.